Chào mừng đã đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay mình sẽ làm cái video để giới thiệu anh em về những cái mã hàng đang sale nha. Thì những cái mã hàng này có những cái mã hàng mà sale hồi năm rồi vẫn còn anh em. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình giảm giá ha. Thì anh em đang có nhu cầu về những dòng nào mình có thể liên hệ mình mua. Thì đầu tiên anh em thì đây là cái thân máy khoang ba chức năng của hãng DSA 120 new nè. Cái dòng này có mã là ADZZ0313 nha. Này chỉ có cái thân nguyên cái thân thôi, nhưng mà nằm trong cái thùng. Thì giá vẫn đang sale cho anh em giá rất là tốt luôn ha, 1.395.000. Nó chỉ có thân máy nha, mà cái giá này là luôn cái thùng nha anh em, luôn cái thùng, số lượng có khoảng 5 con á. Bọn này lúc trước thì hết pin á, lấy pin sạc cái bán anh em á, còn như là cái thân. Đó. Thì cái bộ nằm như này nè. Đó, anh em nào mua cái bộ này nè là được luôn cái thùng ha, đầy đủ luôn. Đó, chỉ có 1.395.000 thôi. Bình thường cái thân máy không không có giờ họp gì đó, tới 1.575.000 nha anh em. Còn bây giờ thì nó nằm như thế này nha. Một máy có cái hộp, có cái tay đầy đủ, có móc đầy đủ hay là như này nè, anh em về mua pin mua sạc bỏ vô thôi, 1.395.000 nha. Còn những anh em nào muốn tiết kiệm á, chúng ta mua pin 2A chúng ta xài cũng được nè, dù pin viên pin 2A giá ha. Đó. Này rất là mạnh nha, số 1 số 2 động cơ không than. Đó. Ok ha, đầu kẹp 10 13 ly ba chức năng, khoang băng vít khoang búa. Đó, 22 cấp trượt anh em á. Dòng động cơ không than có đời xa rất là mạnh luôn nha. Đó. Thì cái thân này không là luôn thùng 1.395.000. Anh em cũng mua thêm viên pin đó thì mua pin 2A thì giá của nó là giá mới bây giờ là 510.000 anh em, còn cục sạc là 320. Đó. Ok ha. Đó là về cái thân này, anh em có nhu cầu mua thì liên hệ. Ngoài ra thì cái bộ này vẫn đang khuyến mãi nha, 2.990 anh em ha, cái bộ á. Một máy hai pin một sạc pin 4A nha. Anh em nào có tiền mua một bộ thì giá vẫn đang còn khuyến mãi nha. Thì cũng gần hết rồi. Tại vì cái lô đó khuyến mãi mình cũng gần hết rồi anh em ha. Anh em đang nhu cầu thì mua nha. Rồi, 1.395.000 cho cái thân kèm luôn cái thùng. Sản phẩm thứ hai của DSA đang khuyến mãi nữa, đây nè. Đây là cái thân máy 12V. Cái thân này thì nói chung á thì từ khi dòng không than ra thì con này nó đứng hình anh em. Đó, do vậy sale khủng hoảng con này luôn nha, chỉ có 478.000 thôi. 478.000 cho cái thân thôi. Đây là con máy khoang hai chức năng, động cơ có than nha, ADZZ10-10. Đó, anh em cứ bỏ pin 12V vô anh em xài thôi, động cơ có than, hai chức năng, khoang và bóng vít thôi. Có báo pin nằm ở đây ha. Đó. Rất là rẻ, con này trước khi con không than về thì con này bán được lắm anh em. Nha, tại vì nó nhỏ, nó gọn ha. À, từ khi con không than nó ra thì mấy con này nó đứng hình lại. Do vậy thì những cái dòng DSA thì những cái dòng nào nó thay thế á thì mình sẽ sell ha. Sale cho nó bớt tổng kho đi, chứ con này thì mình còn tổng cũng hơi nhiều mười mấy con đó nè nha. 478.000 nha. Cái con này về thông số kỹ thuật á, thì nó sẽ là tốc độ quay cái anh em từ 400.500 nha, 16 cấp trượt, còn một cấp 16 cấp trượt bóng vít, một cặp một cấp khoang, trọng lượng nặng 1 kg, khoan sát được 10, khoan gõ 20, lực xoắn con này là 30 newton và 16, số 2 là 16 newton và số 1 là 30 newton nha. Tốc độ càng chậm thì cái lực xoắn nó càng cao. Rồi con này khỏi thử nha, anh em bỏ pin vô anh em xài thôi, có pin 12V anh em bỏ xài thôi. 478.000 nha cho cái thân máy ADZZ10-10. Sản phẩm kế tiếp cũng đang sale nữa anh em ơi, mình qua cái dòng tiếp tục cái DSA đi ha. Đây là cái thân bu lông nha, bu lông cũng vậy, ADB298. Thì cái thân này thì bây giờ mình đang sale là 735.000 cho cái thân nha. Cái dòng này thì nó chỉ có 298 newton thôi. Nha, tốc độ của nó là 1.800-2.000, lực búa là 2.400-3.000, lực xoắn là 210 newton và 298 newton, sẽ có hai cấp nhanh chậm ha, khả năng mở từ M12 đến M16 đó. Rồi ok ha, động cơ không than nha anh em á, nhỏ gọn luôn, 735.000 cho cái thân này. Từ khi DSA nó ra cái con 488 newton thì những cái dòng này nó sẽ bị đứng lại nè nha. Rồi đây rất là đẹp ha. Nó sẽ đầu ra thì nó sẽ có cái nhà ốc ra nè anh em ha. Đó. Nhưng anh em xài những ốc vừa vừa thì xài cái này được lại ha. Đó. 298 newton nha. Tại vì hãng nó tính là anh em biết không, tính theo những cái hệ số mà chuẩn, chứ nó không tính theo những cái hệ số mà quá lực ở Việt Nam mình. Ví dụ như những cái con mà M16 đi thì trong cái chuẩn hãng thì nó chỉ siết bao nhiêu á, nó cho cái chuẩn bao nhiêu thì nó sẽ siết bấy nhiêu. Còn về tới Việt Nam mình thì lúc súng hơi súng gì đó nó bắn loạn xà ngầu hết.
nên nó sẽ có sai số nha. Ví dụ khả năng mở tay màu 16 nhưng mà có những cái trường hợp mà ốc zin này nọ đó thì nó sẽ mở ra, còn những con mà đã có sửa chữa qua rồi thì có khả năng mở không có ra nha, hay tùy theo trường hợp ha. Đó, kể cả những cái con mà cỡ 500 hoặc là 700-800 newton gì cũng vậy, nếu mà ở ngoài nó đã nện vô nhưng mà hơn con số đó rồi thì anh em dùng cái súng nó mở có không có ra nha, thì tùy theo cái ốc thôi nha. Rồi cái dòng này đang sale ha, còn 735.000 anh em ơi, 735.000 cho cái thân rồi nha, ADB 298 nha, 735.000. Nhớ anh em nào xài ô gara hoặc là xe máy là cần những con gọn gọn để mở ngóc vừa đó thì xài con này nha. Rồi 735.000. Đây sang cái tiếp nữa thì nó có một cái con này thì mình chỉ có một con thôi nha anh em á, ADC05-13. Con này thì nó bị bể cái thùng thôi ha, nó bị không biết sao mà nó bị móp móp, cái thùng hơi xấu nha, cái thùng nó hơi xấu nên thôi bây giờ xe con này 850 thôi nha, 850.000 một con. Con này là khoan 3 chức năng nha anh em á. Rồi xe nè, 850k ha. Đó, số lượng một con thôi nè. Thùng nó xấu thôi nhưng bên trong thì nó ok nhá. Đây nè. Đây là máy khoan, thân máy khoan 3 chức năng, động cơ không than nha. Đó, nó sẽ cái con này lực xoắn nó cao lắm anh em, tới 60 Newton lần nha. Những dòng này lực xoắn nó khá là cao luôn, 60 Newton mét nè, đầu kẹp 13 ly, tốc độ quay 5.5 2.000 nha. Đó. Thì nó nghe tiếng máy, con giờ này gia đình anh em xài lượng. Con này lúc trước mình chạy khuyến mãi anh em, con này bán khá là nhiều luôn. Đó, anh em nghe không? Wow. Rất là nhanh nha. Ba chức năng ha, 22 cấp trượt còn đi bắn vít là một cấp khoan, một cấp phân búa nha. Rồi, đầu kẹp 13 ly. À, số lượng chỉ có một con thôi anh em ơi nha. 850.000 cho một con này. Cái thùng nó hơi xấu nha. Thùng hơi xấu. À, thêm một cái bộ đang khuyến mãi của con phân búa nữa. Anh em chờ xíu mình lấy lên. Còn sót. Nha. Rồi ADCZ05-13, con này thì đang sale còn có 850.000 thôi, số lượng chỉ có một con nha, bị móc cái thùng nha, bị xẹp cái thùng. Rồi tiếp tục anh em á. Đây, mới lấy cho anh em thêm cái con này, nhắc lại anh em quy trình khuyến mãi nha, con này bữa nay bán cũng ok nè. Cái con này là ADCZ04-13, con này khoan y chang con hồi nãy luôn, 05 mà chỉ khác nhau không búa thôi. Cái con này đang có quy trình khuyến mãi là một máy một pin một sạc nha. Anh em mua rồi đó thì giá chỉ còn có 1.460.000 thôi, pin 2A nha anh em. Thông số con này lực xoắn cũng lên tới 60 Newton mà nó chỉ có không có búa thôi, đầu kẹp vẫn 13 ly, khả năng khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cũng đều được nha, khoan tường tới 13 ly á, không búa mà tốc nó nhanh, lực nó khỏe nên ok anh em vẫn khoan tường được, không khoan bê tông thôi nha. Rồi cái con này thì đây nó không có búa, 22 cấp trượt nó khoan một cấp cấp bắn vít, một cấp khoan thôi anh em, động cơ không than ha. Đó, đầu kẹp 13 ly, 1.460.000 cho một máy nha, một máy một pin 2A và một sạc, rất là nhanh luôn anh em ơi. Con này mới đây bán ok nè nha. Nha, rất là khỏe luôn. Rồi anh em nào mà điều kiện ví dụ như mà chi phí thấp á, có thể mua những cái dòng này anh em xài nha, một máy một pin một sạc chỉ có 1.460.000 thôi nha. Thì với một cái con này thì anh em về xài gia đình là được rồi, gia đình chúng ta xài pin 2A là được rồi anh em nha, đừng có xài pin nhiều quá, nhiều quá chúng ta xài không có hết, bởi cái mỗi lần nạp xả nó không có giống như lâu quá nó không có nạp xả đó anh em á, tại vì xài đâu có hết đâu mà. Pin 2A chúng ta đi khoan này nọ là vừa rồi nha. Rồi một máy một pin một sạc, sạc 2A nha, giá là 1.460.000 đó. Cái con này hiện nay giới thiệu lại ha, vẫn đang còn trình khuyến mãi nha, số lượng còn vài con. Rồi tiếp tục DC thì nó hết rồi ha, chút bây giờ mình qua cái hàng Toto thì bên mình thì vẫn đang khuyến mãi hai cái dòng nha, dòng khoan và dòng bắn vít của dòng pin E20 anh em ha. Đây là dòng pin E20 ha, một con máy khoan, một con máy bắn vít. Con máy khoan quên, một con bắn vít và bắn vô lông lộn. Anh em là mua một cái thân mua lông của pin dòng E20 này, một cái viên pin, một cục sạc, giá chỉ có 1.150.000 thôi ha, mua con nào cũng được, một vít một lông nha, 1.150.000, pin là pin 2A nha, pin E20
Pin E20 thì anh em có thể dùng cho các hệ khác của Total được luôn, nhưng mà cái dòng này pin, bây dòng pin xe anh em bỏ vô thân này nó không vô được nha. Đó, một máy nè, một pin một sạc nha. Anh em nào mua vô một máy một pin một sạc bắn vít hoặc một pin sạc vu lông đều giá là 1.150.000 hết. Về thông số kỹ thuật, cái này mấy con bắn vít này thì nó lực xoắn, cái con này lực xoắn nó lên tới ở đây tốc độ ra 1.300-2.000, lực búa 2.000 và 3.100 nha. Lực xoắn này như là 100 N á, trong thông số này nó không có nói thì ở bên ngoài thùng có ghi nha, 170 N nha. Đối với con này là 170 N nha anh em, khỏe nha, lực này mạnh đó, 170 N. Thì anh em nào mình mua thì giá rẻ đầu tư cái này ha, về xài ngon lành đó. Có chế độ nhanh chậm ha, đó độ nhanh nè, cái độ chậm nè, đó chậm nè anh em. Anh em bóp cỏ đang chạy thì mới chuyển chế độ nhanh chậm được nha, còn mở ra thì chỉ có một tốc thôi, không có dẫn được. 1.150.000 cho một máy một pin một sạc nha, một máy một pin một sạc. Có trang bị những cái đầu vít ha, nhỏ nhỏ bằng vít xài gia đình luôn nè. Mấy con này với anh em mua về đi bắn kệ là ngon luôn nha, bắn kệ luôn là ngon lành. Ok ha. Rồi tới bu lông, con bu lông con này lực xoắn tới 300 N nha. Đối với con bu lông thì cái ưu điểm con này tốc nó nhanh hơn mấy dòng khác, 2.400, nhanh hơn cái dòng mà bình thường đó nè. Ha, con này thì tốc 1.600-2.400, lực búa 2.500 và 3.700, lực xoắn 300 N nha. Con này thì cũng đang sale luôn, 1.150.000 một máy một pin một sạc nha. Đó. Ok ha, anh em mà đang có nhu cầu những cái dòng bu lông mới vít giá rẻ con Total thì có thể mua. Anh em ngại cái pin E20 này mình gắn vào các thiết bị khác mình vẫn xài được bình thường nha, gắn thiết bị khác của hãng Total vẫn xài được bình thường nha. Rồi 1.150.000 anh em á, một máy một pin một sạc. Rồi mình để con pin E20 đó ha, chút xíu mình sẽ thử qua cái dòng máy 20 khác cho anh em coi. Rồi kế tiếp Total đi anh em ơi, máy phun sơn. Máy phun sơn Total giá vẫn đang khuyến mãi nha, chỉ có 430.000 thôi, công suất là 450W. Máy phun sơn này anh em chỉ phun những cái mảng lớn, phun dầu thôi nha, phun dầu những cái mảng lớn thôi anh em ơi. Nhưng hôm trước có anh em đi vô mua máy phun sơn điện mà đi về sơn xe máy không có sơn được đâu nha, nó thô lắm. Những cái dòng này để sơn dầu sơn cho nó lấp đầy thôi, đòi hỏi cái độ mịn không cao thì nó mua những dòng này, giá cũng đang khuyến mãi ha, chỉ có 430.000 thôi nha. 430.000, bây giờ nó quá rẻ luôn anh em, bình thường nó 480 á. Nhưng mà trong đợt này thì mình vẫn đang áp cái trình khuyến mãi cho anh em ha. Anh em cắm điện vào xài thôi, bình 0.8 mm ha. Cái này lại bóp bật công tắc lên là máy chạy liên tục nha, bóp cò thì nó mới sơn nha. Bật công tắc lên là máy chạy liên tục luôn. Còn bóp cò là nó sẽ ra sơn nha, và điều chỉnh cò luôn. Bét của nó là 2.5. Ngoài ra anh em có nhu cầu muốn mua bét nhỏ thì bên mình vẫn có bán bét luôn nha. Bét thì 25.000 một cái bét. Nha anh em á, 25.000 một cái bé nha, 1.5 và 1.8. Bé có sẵn luôn. Cái con này thì anh em phải lo ha. Hàng chính hãng Total bảo hành 6 tháng. Đó. Rồi ok. Chỉ có 430.000 thôi nha anh em á, cũng đang sale. Nó nhắc lại anh em để mình có thể mình lưu lại mình mua. Rồi cái tiếp nữa, một dòng sản phẩm nữa đang sale cũng mạnh luôn nè anh em. Đây là một cái bộ vít nha, bộ này 20 chi tiết, cái dòng Super Select ở cái độ bộ khẩu á, giá đang sale này chỉ còn có 630 thôi, 723.000 anh em á, 723.000 sale còn 630.000. lý do sale là con này là nó nằm hơi lâu ở cửa hàng mình rồi, tất cả những cái dòng nào mà sale cửa hàng nào mà lâu lâu mà ấy được là mình sẽ sale hết. 630.000 cho cái bộ này nha. Nó gồm là một cần siết tự động, một cái cần thanh trượt nha, cần siết siết trượt và một cái cần nối luôn, kết hợp tay nối luôn nha. Chúng ta sẽ rút cái đầu ra thành cái nối dài đó, còn cái này bình thường ta để thành một cần siết, và những cái đầu khẩu từ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, không có 21 nha. Đây, đầu này làm bằng thép CRV ha, khá là đẹp. Một cái đầu lắc léo ha, đầu là 1/2 hết nha anh em á. Một cái gần bỏ buji 16 và 14 nè, 13 nè, 13 nè anh em, 17 nè, và cái đầu này là 19, 13, 17, 19 ha. Rồi cái cục này là 16. Đó. Nguyên bộ này 630.000 thôi anh em ơi. Cần siết tự động nha. Đó, cần siết tự động. Ok ha. 630.000 thôi. Khá là rẻ. Số lượng này thì cũng còn có vài bộ nha.
đang sale, rồi mình bỏ qua luôn. Kế tiếp nữa, một cái bộ 25 chi tiết, bộ này đang sale khủng nè anh em ha, bộ này sale mạnh luôn á. À, cái bộ này là 25 chi tiết của hãng Inco nha, đầu 1/2, giá con bộ này đang sale là 850.000. Đó. Cái bộ này bình thường tới 1.100.000 anh em, giảm tới 300, hơn 300.000 nha. Bộ này 1/2. Đó, bộ này tính ra nó rẻ hơn cái bộ nãy nhiều luôn, anh em có nhu cầu mua lấy này cũng ngon nè. 850.000 thôi mà chúng ta được những cái số, những cái đầu khẩu là từ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 và 32, lên tới số 32 luôn nha anh em. Đó, làm Inco làm rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn. Rồi một cái cần nối dài nè, một cần nối dài riêng nha, một cần siết trượt riêng nha, một cần siết tự động nè anh em. Rồi chứ ha. Một cần nối ngắn nè, một đầu lắc léo nè. Đây. Đầu lắc léo làm sắc sảo coi chưa? Đó, đẹp lắm. Mấy hãng Inco làm đẹp lắm nha. Rồi cái này nè, đầu mã buji 16 nè. Này 21 nè nha. Ở trong này nó sẽ có một cái điểm cao su để chúng ta đưa cái đầu buji vô nó không có bị bể anh em. Rồi. Nguyên bộ này chỉ có 850.000 thôi, hàng công nghiệp nha, thép CRV. Đó, gia đình chúng ta mua cái này nó xài là ngon luôn rồi nha anh em. Đó, gia đình nó mua xài là ngon rồi nha. Đó. Bộ này thì đang sale số lượng còn khoảng 3 bộ anh em. Đó, số lượng khoảng 3 bộ. Này đợt đó mình về hơi nhiều nha. 3 bộ hay 4 bộ gì đó, anh em có nhu cầu thì mua nha. Bộ này bộ 25 chi tiết của hãng Inco. Inco thì anh em nói cái bộ hay mua hàng nó có bộ 25 chi tiết á, sale 850.000 nha. Đó, 850.000. Rồi kế tiếp nữa, qua những cái hàng khác anh em ơi, anh em cái bộ này vẫn là hai sản phẩm này vẫn đang khuyến mãi nha. Một máy mài mũi khoan dao kéo và một máy mài mũi khoan không ha. Máy mài mũi khoan dao kéo này cũng đang sale là còn có 960.000 thôi anh em ơi, 960.000 cho một cái máy này, thân hàng mới của Oshiko nha, nó đủ đồ luôn anh em ơi nha. Đó, trang bị ví dụ như anh em muốn mài này, mài mũi khoan nè, mà lấy này mũi khoan nè, mài dao kéo lấy này mài dao kéo nè, còn ở đây nó sẽ có mài mũi đây là cái mài những cái mũi mũi đục hay gì ha, đây là mũi đục mũi bào nha, mũi đục mũi bào đó. Hàng này chính hãng của Oshiko nha, bảo hành 1 năm đó. Ok ha. Đó. Này nhập khẩu từ Úc về nha, sản xuất ở Trung Quốc mà nhập khẩu từ Úc về. Anh em mài gì anh em bỏ vô anh em mài thôi nha, gắn này vô đó, kéo ra nè. Ở đây nó có cái công tắc nha, có công tắc, anh em mà gắn mà nó không có vô á là cái công tắc nó không có đóng ở đâu. Ta gắn vô ha, gắn vô công tắc nó phải đóng vô nha thì nó mới động cơ nó mới chạy được. Rồi, giá chỉ có 960.000 cho cái bộ này thôi. Số lượng còn ít nha anh em á. Nó còn ít. À, trước mình về cái này tới 50 bộ luôn đó nè. 50 bộ luôn mới có khuyến mãi đó. Chứ ngày xưa về có ví dụ như 10 bộ rồi nọ thì nó ít, bán nó lẹ lắm. Này về 50 bộ thì bán hơi chậm hơn. Thì phải giới thiệu cho anh em thêm thời gian thêm ha. Mấy cái hàng mà mình về ví dụ 5-10 bộ đi thì nó cũng không có cái khuyến mãi tốt. Mà về nhiều thì bán nó hơi lâu nha. Vẫn áp dụng giá khuyến mãi thôi. Bán hơi chậm chút. Nha, rồi ok nha, này cũng không còn nhiều đâu, 50 bộ nói chứ cũng giờ cũng gần hết rồi. 960.000 nha anh em. Kế tiếp một cái bộ máy mài mũi khoan không, cái này là chuyên máy mài mũi khoan luôn nha, giá đang sale con này cũng khủng hoảng luôn nè anh em. Cái dòng này, riêng cái dòng này nha, là giá 1.000.000 đồng nhưng mà tặng một viên đá trị giá 250.000. Ồ, tính ra anh mua cái, anh em mua cái máy có nhiều có 750.000 thôi à. Đó, cái này là chuyên mũi khoan đó. Cái dòng này anh em lưu ý nha, nó xài hơi ồn, mình nói trước là nó hơi ồn nha anh em. Đó, hơi ồn tại vì nó dùng cái cơ chế mà bánh răng á, tốc độ của này nó hãm xuống motor nó chạy rồi nó qua hệ thống bánh nhông của nó rồi nó hãm tốc độ xuống rồi gắn vô cái đá mài vô nữa nên nó xài nó hơi ồn nha. Ở trước nha, giờ ồn như thế nào sẽ gắm cho anh em cùng nghe tiếng ồn nó nha.
tại vì cái này thì anh em không thể mài lâu được, mài mũi nào thì mình xong mình tắt thôi chứ không thể là xài liên tục ha. Đây đó, hơi ồn vậy nè nha, ok nha. Riêng đặc biệt dòng này xưa giờ nó ồn vậy rồi, nhiều lúc anh em chưa xài qua, chưa xài bao giờ mình nghĩ nó ồn như lỗi, nhưng không phải, bản thân nó ồn như vậy đó nha, bản thân nó là ồn như vậy đó nè nha. Tại vì mình nói trước, nhiều người, nhiều anh em thử xong á rồi nó ồn quá không là tưởng đâu nó bị lỗi nọ, không phải, bản thân nó ồn vậy đó. Tại cái này, cái dòng này thì cái công suất của nó chỉ có 95W thôi nha, 95W đó, thì nó sẽ mài từ 13 ly nha, từ mũi 3 ly nè, 3 ly cho đến 13 ly anh em đưa vô anh em xoay anh em mài thôi. Cái dòng này thì nó phiên cho máy mài mũi khoan luôn, này bán rất là nhiều nha, bán rất là nhiều. Hiện tại bên riêng cái hàng mình không, mình bán nhiều lắm, mấy trăm con á, tại đang có trình khuyến mãi nọ, tại về số lượng nhiều anh em nên nó phải còn nhiều để bán cho anh em á, tại mình về cái này số lượng nhiều mới được giá tốt nha. Rồi 1 triệu tặng 1 viên đá mài nha. Rồi sản phẩm kế tiếp, máy phun sơn bê tách. Con này thì bình thường giá là 800.000, trong trình này đang sale anh em còn 720 nha. Máy phun sơn bê tách, dòng này là BT27800. 23 mình sẽ không có về nữa, cái đợt đó mình có về một lô 23 nhưng mà nó có bị lỗi, rồi mình xong mình đổi rồi, trả rồi. Đó. Thì những dòng này thì anh em cứ bỏ sơn rồi sơn thôi, dòng này trang bị được tới 3 bét nha, 3 bét luôn. 4 bét luôn, phải 3 nữa. Đây nè, 1 2 3 bét Seco, 1 bét theo máy. Thì một cái bét của nó đó thì nó sẽ có 3 cái size, nó từ là 1.5, 1.8, 2.2 và 2.6. 1.5, 1.8, 2.2 và 2.6, nó sẽ có 4 cái bét như vậy nha. Tốc cái công suất của con này là 600W. Đó, rất là mạnh luôn nha anh em. Cắm điện vô khoát là chạy phà phà luôn. Khỏe lắm. Rồi 720k nha, 720k. Đối với dòng này nè thì anh em phải cắm điện, anh em bóp cò vô thì nó mới chạy nha. Đây nè, bóp cò vô đó. Ở đây nó sẽ có một cái miếng mút, lưu ý nha, xài gì phải xài lưu ý vệ sinh này nha. Nhiều trường hợp mấy anh em xài cái bụi, cái miếng mút, miếng này nó lọc bụi nè, trời ơi nó kín mít luôn, thì làm sao mà nó chạy, nó im máy được anh em. Máy nó hú rồi, nó nóng nữa nha. Cái này là nó để lọc bụi, xài lâu ngày thì chúng ta sẽ vệ sinh giặt vào lại ha. Đó. Và cái này sẽ có chịu đồ chỉnh nè, chỉnh cái độ xòe, độ chụm nè ha. Nó gạt ở đây ha, là nó sẽ xòe ra, ta thả ra thì nó sẽ chụm lại nha. Nó có chế độ hay ghê không nè, gạt qua gạt lại ha, để chế độ xòe, độ chụm nè. Đó, nó sẽ có 3 chế độ ha, rồi chế độ nằm phun ngang, phun đứng và phun chụm ha, tùy theo chỉnh cái này. Đó, anh em ha, to đụng luôn. 720.000 thôi. Bình này là bình 0, bình là bình 1 lít nha. Bình 1 lít. Anh em ráp vô, sát vô, ấn này vô xoay lại nha, xoay nó qua chốt khóa nè. Đó, nè. Ráp vô, ấn vô nè. Nè, ấn vô. Đó, mạnh vô nữa. Nha, mạnh vô nữa. Rồi anh em mới ấn này vô nè. Đó, xoay ngược lại như này là mình làm cái khóa nè. Ấn này vô xoay ngược lại và mở ra. Đó, rút ra mới được. Đó, thì nó ấn là nó khóa vô cái chốt này nè, khóa vô cái lỗ này nha. Anh em lưu ý giùm. Rồi. Sale còn 720.000 nha anh em ơi. 720.000. Con máy phun sơn này. Rồi, mình sẽ qua cái sản phẩm khác nha. BTS thì mình bán xưa giờ rồi anh em á. Lý do thì mấy thằng BTS này là nó cũng về từng đợt đó anh em. À, có đợt nó bị đứt hàng. Rồi, 720 nha, phun sơn BTS. Rồi một cái dòng thanh lý nữa đây. Đây là con máy bắn mu lông của Yamasu. Con này con trưng bày có bắn thử, có bung máy, có này nọ rồi ha. Nói chung là có review con này các kiểu rồi. Con này thì đang sale là 1.5 triệu nha. Lúc trước cái con này bình thường nó 2.5 triệu nè, 2.6 triệu á. Mà con này thì hàng trưng bày. Rồi nói chung là dòng này nó đây, bắn hơi chậm ha. Pin đầy đủ nha, pin mới tinh luôn. À, đây nè. Hai viên pin 4A nha, hai Yamasu. Hai viên pin 4A, một cục sạc và cái thân máy này bắn tới 500 Newton. Lực bắn rất là khỏe. Con trưng bày này nó còn dính cái tem mà giấy nằm ở đây. Giá đang rẻ mà, con 1.5 triệu thôi anh em ơi. À. Rất là khỏe luôn. Cái núm này thì nó sẽ có chỉnh cái độ mà này nhanh nè. Chậm nè. Nhanh nè.
mở ra thì nó sẽ có chế độ ngắt nữa nha. Rồi cái tem đây thì có mình có dán rồi nè ha, đó ok nha, 1.500.000 thôi. Rồi giảm quá trời giảm luôn, một con duy nhất. Còn anh em nào lấy con mới thì mình cũng sale up khủng hoảng luôn ha, 2.6 triệu sale còn 1.9 triệu thôi. 1.9 triệu là cái con mà chưa có đụng chạm gì nó nha. Còn con này thì chỉ có này là trưng bày nè, rồi mình có bắn thử nè, này hôm trước review có khui cái máy cho anh em coi rồi, nè nha. Pin thì nói chung là pin thì mới rồi, con này mới trưng bày được đó có vài tháng thôi, chưa được 6 tháng nha. Thì Yamasu thì anh em biết rồi đó, con DSA lúc mà thời điểm mà DSA chưa ra con 500 Newton đó thì mình đem con này về mình bán, nhưng mà con này thì nó bán hơi chậm. Rồi giờ con DSA nó đã ra con kia rồi, con này đứng hình luôn. À, giá DSA lại rẻ nữa chứ, khổ em ạ. Ở gì bán mấy cái hàng này đâu phải lúc nào cũng ngon đâu ha. Rồi lý này là dưới giá nhập nhiều luôn á, 1.5 triệu nha. Ok rồi, một con. Rồi trước khi lên hai cái con to đùng kia nhờ mình giới thiệu qua sơ về thêm hai cái này nha, nó còn hai con to dưới nữa, con có cửa đĩa nữa. Thì tô tổ anh em nó có cái máy mài chỉnh tóc này, đừng quên cái máy chỉnh tóc tô tổ giá có 590 thôi, rất là rẻ luôn. Nhiều lúc anh em không chưa nhớ nha, con này nó nâng cấp rất là nhiều luôn, lúc trước là 800, 850 giờ lên 900W luôn, 900W mà giá có 590.000 thôi, để 100 cốc M10 à. Mấy con này đầy đủ nha, tay cầm khóa bảo vệ đầy đủ. Trời ơi con này xài quá trời rẻ luôn. Trong cái phân khúc mà mình nói chỉnh tóc hiện tại bây giờ không ai qua nổi con này của tổ tổ, xài nó bền đó. Nè chỉnh tóc nè, này tóc nè, tăng nè, giảm nè, tăng. Cái đợt này anh em thì con này thật sự 4.590 là rất là rẻ luôn rồi nha. Đó, mà hàng chính hãng của Toto bảo hành 6 tháng nữa. Rất là đẹp, Toto làm đẹp lắm. Con này bán nhiều lắm, con này phải đó bán cực nhiều luôn á. Thứ nhất là nó rẻ, hầu như anh em là vô cái lấy con rồi đó. Lý do mình về con này là về nhiều. Đó, bán nhiều cái nào vậy, bán nhiều là phải về nhiều thôi. Nên còn ha, còn nhiều thì giới thiệu đi giới thiệu nhiều đó. Còn những máy nào bán chậm thì mình hủy tiếp. Ví dụ 5-7 con như vậy hoặc 2-3 con tùy theo mã nha, tùy theo mã mà mình về. Còn riêng con này là về rất là nhiều luôn. Rồi 590k nha. Ngoài ra Toto nó có về cái máy mài khuôn mẫu mới thế hệ mới giống như hãng Inco luôn, 460.000, rất là đẹp luôn anh em nha. Máy này được thiết kế cái mẫu mới giống như hãng Inco và nó chạy im hơn, đẹp hơn và tiện dụng hơn cho người xài luôn ha. Nó vẫn trang bị là một cái hộp dụng cụ nằm ở đây ha, có đá mài rồi đánh bóng này nọ nè nha. Rồi có chỗ thang dự phòng nha, cho thang dự phòng. Rồi một cái cặp đây là cái gì với nhám này nọ nè nha, 460.000 cho máy mài thôi, một cái sợi dây kết nối và cái mẫu đẹp tuyệt vời luôn anh em ơi. Đây thiết kế mới là chỉnh tóc ở đây nó to đùng nè, hồi xưa mẫu cũ chỉnh tóc nó đầu nhỏ lắm. Và cái công tắc nằm ở đây ha, mình dịch chuyển công tắc nằm ở đây ha, di chuyển nằm ở đây và khóa cốt nằm ở đây. Nhà máy thế hệ này nó xài im hơn cái thế hệ cũ nha, thế hệ cũ đó. Nói cho mình ok ha, cái công tắc nó làm cũng to nữa nè. Về thông số cái thật con này nó chạy quay nhanh dữ lắm mà nha, máy mài khuôn này thì để mài đồ mỹ nghệ đồ nho nhỏ thôi, tốc độ quay 10.000 đến 35.000 đó, thông số nó lên em. Cái khả năng này nè, công suất 130W, khả năng mà để xài cái mũi tối đa luôn là 3.2 nha. Nó sẽ có những cái sumi chuyển nha đó, giá là 460.000 cho con này, khá là rẻ. Toto nó vừa kích hoạt mấy cái con này anh em mình biết không, mấy con này nè Toto á nó sẽ có xài kích hoạt là một là thẻ bảo hành, hai là tem điện tử. Nhưng mà riêng đối với những con nhỏ nhỏ vậy nè, dán tem nó không có ăn, nó thật sự đây mà cái tem mà để dán như kích hoạt bảo hành á, dán vô cái nhựa này không có ăn luôn, nên có thể là xài bằng phiếu nha, cái nào nó không có dán là nó xài bằng phiếu nha anh em đó. Lúc trước mình nó đã có dán rồi, dán vô cầm vô là nó rớt, cầm vô là nó rớt anh em. Nhiều lúc cầm vô rớt nó dán vậy thì khi mà anh em về xài đó đâu có được
nha, nó bị rớt nên bây giờ nó xài một phiếu thôi, em luôn lưu ý nha. Rồi 460k nha, 460k để mình ráp lại là cái. Rồi anh em nào mà mấy hôm nay xài DSA nhiều nè, thì cái sạc DSA nó đã về sạc 4A rồi nha. Đó. Sạc 4A của DSA là nó giá ghi là 540 nha, 540. Anh em chọn xíu. Cái giá của DSA cái này nó đúng cái giá vừa rồi chưa? DSA bây giờ giá áp dụng là 560.000 nha anh em. Đây nè. 540 là cái giá cũ, giá mới là 560 nha. Cái này còn đang áp dụng giá cũ nha, hết cái này còn 5 con. Hết 500 con này nè. Sạc pin lithium 2V 4A nè ha. Đó, giá cũ là 540, giá mới là 560 nè. Áp dụng cái giá này là từ 30 tháng 1 á, nhưng mà cái này còn cái lô cũ nè nha anh em ha. Lưu ý giùm ha. Do vậy hết số lượng này bên mình sẽ bán lại là 560 nha. Ở đây mình giới thiệu và nói rõ luôn nha, để anh em khỏi phải nhầm. Cái nào còn lô cũ thì bán giá cũ, chứ giờ mình chỉnh theo giá mới cũng được. Nhưng mà thôi, này vô lô cũ nha, 540 thì để 540 nha. Còn mình hết cái này 5 con anh em mua lại là 560 nha. Nói rất rõ ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lên cái con này nè anh em. Đây là con máy cưa đĩa nha. Ủa, cưa đa góc chứ lộn. Đa góc của hãng Total nha, dùng pin á, cưa đa góc dùng pin của hãng Total. Con này bây giờ đang sell tiếp luôn anh em ơi, còn có 2.2 triệu thôi. Cái con này giá mới của nó là 2.940.000, thực sự hơi cao nha. Bây giờ mình sell mấy đợt hôm trước là sell là 2.490, hồi trước Tết á thì cũng bán được một cái hai con nữa và giờ vẫn còn. Lý do hồi xưa con này mình về tới 10 con lận ha, đợt đó không biết sao về tới 10 con nên nó còn hiện tại giờ còn có hai con này, hai con thôi và một con trưng bày. Thì bây giờ sẽ tiếp còn 2.2 triệu nha, 2.200.000. Thì về thông số con này tốc độ quay 3.000, nó dùng cái lưỡi là 210mm nha, 210, khả năng cắt của nó là 55% và 120, chiều cao là 55 và chiều dài là 120 nha. Đó là với cái khả năng cắt nó đó. Cái này là xài pin động cơ có than nha, 2.200.000. Rồi anh em nào có nhu cầu mua về đi cắt công trình này nọ nha, con này mà đem đi mua một pin 4A xài lâu lắm rồi nha, xài cũng khá lâu rồi, 24A là xài cũng khá lâu ha. Trang bị cũng đầy đủ ha, cũng có bát động nè, bát này nọ rồi, cử khóa nè, rồi tay xoay rồi nè, đầy đủ ha. 2.200.000 thôi anh em ơi. Thiệt, mỗi lần mấy con mà bán chậm rồi mình bán lỗ thấy thương luôn á, cũng phải bán thôi, tại vì nó sẽ bán để xoay đồng vốn mà, chứ còn không là anh em nằm kho ngồi mài luôn và không có chỗ nào chứa hết đâu. Bán hàng trong cái ngành này á, nó phải có tới thời gian rồi đó, là nếu mà hàng không đi là phải thanh lý anh em, phải giảm giá đó, chứ nếu không giảm giá là thứ nhất là không có chỗ để, thứ hai nó bán chậm để đó luôn á, kho không chỗ chứa đâu. Rồi cái con này là động cơ có than nha, có đèn led nha, có đèn led, công tắc đèn led nằm ở đây, on off nằm ở đây, có khóa này ha. Rồi trở ra, ngồi lên, đẹp ha. Đây, mâm. Đó. Xoay qua xoay lại có tay cầm ha, xoay qua xoay lại được luôn, có khóa luôn nha. Cái dòng này thì thắng chạy rất là ngon nè, mình sử dụng pin E20 cho anh em coi nè. E20 dành cho cái hệ này được nha. Cái hệ này anh em xài pin nào được, Intel Total E20 gì vô cũng láng tốt hết nha. Đó, láng tốt hết luôn. Rồi. Nghe tiếng máy anh em ơi. Ok. Nha, đây. Đó, nó lành ha. Đó là pin pin này của hãng Inco được luôn nha. Anh em muốn xài pin gì anh em xài 24A được hết. Đó, đây là những pin E20 đây. Ok ha. Pin này vô luôn, ngon lành. Pin này thì nó vô hơi sượng chút xíu, pin này thì vô mềm nè, nó vô được hết. Rồi ngon lành ha. Đó. Quên thử đèn này lát cho anh em coi. Lát ở đây.
đó, đèn led này ha. Ok, tắt nè. Đèn đèn này mình có thể mình chỉnh tới trên lưu được nha, chỉnh xoay qua xoay lại được ha. Đó, được dứt vô đây anh em, nó có đầu dẹp nè, xoay qua xoay lại theo cái chỉnh theo cái đường cắt chúng ta đó, được nha. Không có đèn led, không có cố định. Rồi, khóa lại. Ok ha, chỉ có 2.200.000 thôi nha. Hàng đang có sẵn một số lượng có hai con. Nay mai cái này thì mình sẽ không có về nhiều nữa. Nếu bán thì có thể là anh em đặt thì mình về, thấy con này về nó hơi lâu. Đó, lâu thì nó sẽ là nó to anh em á, chiếm diện tích. Cái mặt bằng bây giờ anh em giá nó cao lắm ha, nên người ta phải tính tối ưu hóa luôn. À, mình sẽ tiếp một cái con máy đây là con bơm hơi nha, bơm hơi Oshito. Con này đang sale anh em á, giá còn là 2.4 triệu thôi, số lượng còn có khoảng 3 con. Thùng bọng thì nó hơi cũ chút xíu nha anh em á, do vận chuyển để lâu rồi nọ đó. Đó, chứ nếu hàng mới nhập này về có con này nó đang bán tới 3.5 triệu hết nè Oshito. Do mắt này nhập từ Úc về, hàng sản xuất ở Trung Quốc á, nhập từ Úc về. Bộ này vẫn tặng chúng ta một bộ này nha, tặng bộ này. Đó, gồm bơm hơi xịt gió gì đó, anh em muốn xài cho anh em xài, để nó hãng nó tặng luôn chứ phải mình tặng. Rồi, đây là cái máy bơm hơi không dầu và hơi ồn. Máy này đặc biệt là nó không dầu mà nó xài ồn lắm. À, để lâu nên mấy cái tem này nó hơi cái chốc nha, anh em giờ em thích thì lột ra không được, khỏi tem cũng được. À, trên áp nằm ở đây, vòi tự động nằm ở đây nha, xả gió nằm ở đây. Bình này chỉ có 6 lít thôi nha, áp là 8 kg, động cơ không dầu, máy chạy hơi ồn nha, 96 decibel. Dòng này thì anh em xài sướng được, này chắc ba cháu giờ mình sẽ gắn cho anh em nghe thử nha. Rồi, công tắc áp nằm ở bên này. Hơi ồn anh em ơi. Rồi, con này thanh lý 2.400.000 nha, số lượng mình còn có mấy con rồi anh em ơi, 2.400.000 anh em. Cái áp này là nó chỉnh áp đầu vào luôn nè anh em nha, ra vào nó cũng một cái thôi, như anh em cần đầu vào nó 6 kg thì anh em chỉnh là 6 kg thôi nha. Đó là này chỉnh người như áp đầu vào á, 6 kg là nó ngắt nha. Đó, đầu ra thì nó vẫn xài 6 kg đó. Rồi, 2.400.000 nha, hàng mới bảo hành 5 nha, đó hàng chính hãng của Oshito. Rồi, ok anh em, nếu cầu mua về những sản phẩm nào á thì hàng đã có sẵn, anh em có thể các hàng mua nha, giá tại cửa hàng chưa vào ship nha. Rồi, một lần cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.